Vụ binh biến từ đêm ngày 23 tới ngày 24 tháng 6 năm 2023 phải chăng đã đặt dấu chấm hết cho Wagner? Chủ nhân của tập đoàn bán quân sự này, ông Evgeny Prigozhin, đã rút hết lực lượng từ Ukraine để tiến về Moscow đòi công lý sau khi một trong những doanh trại của Wagner bị chính quân đội Nga oanh kích. Khi đó, Prigozhin tạm thoát trừng phạt nhờ trung gian Tổng thống Belarus nhưng phải sống tị nạn và giao Wagner cho quân đội Nga điều mà trước đó ông vẫn kiên quyết từ chối. Đúng hai tháng sau, Evgeny Prigozhin tử nạn trong một vụ tai nạn máy bay bí ẩn. Wagner bị xé lẻ, bị thâu tóm và mất dần ảnh hưởng. Đế chế quân sự tài chính do Evgeny Prigozhin xây dựng phục vụ chủ yếu cho nhà nước Nga. Wagner mảng quân sự là một trong ba lĩnh vực hoạt động của tập đoàn Công Hai mảng còn lại là kinh tế và tuyên truyền. Pierre de Jong, Phó Chủ tịch Viện Temis, chuyên gia về địa chính trị, nguyên đại tá Thủy quân lục chiến Pháp, chia sẻ Về mặt kinh tế, Evgeny Prigozhin tham gia nhiều doanh nghiệp, trong đó có một số hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ, luôn nằm trong máu của gia đình. Tiếp theo là hoạt động lĩnh vực truyền thông, can thiệp với hai công cụ Internet Research Agency, bị phương Tây cáo buộc là chuyên tung tin thất thiệt phá hoại trên mạng xã hội, và Riafan, chuyên sản xuất phim hoặc phim hoạt hình có nội dung ủng hộ nước Nga được phổ biến ở châu Phi. Chuyên gia Peter Jong nhận xét, cả hai cấu trúc đều trung thành với ông Putin. Trên thực tế, khi Bakhmut thất thủ hồi tháng 5 năm 2023, Prigozhin không còn kiểm soát được hai cấu trúc này nữa. Sau khi Prigozhin chết, Wagner vẫn còn khoảng 30.000 lính đánh thuê. Vậy hiện giờ ai quản lý Wagner? Nhà nghiên cứu Lou Osborne, thành viên tổ chức Online on Wagner, đồng tác giả cuốn Wagner điều tra bên trong hệ thống Prigozhin nhận định thành thực mà nói, đây vẫn là một câu hỏi lớn bởi vì tập đoàn bán quân sự dưới thời Prigozhin khá bị phân tán. Một phần bị lực lượng vệ binh quốc gia Thu nạp, một phần được đưa vào Africa Corp, tức là quân đoàn châu Phi, nhưng vẫn còn một phần nhỏ chủ yếu ở Trung Phi, có lẽ còn giống được Wagner phần nào trước đây về mặt kinh tế hay an ninh với một phần lực lượng của Prigozhin. Thực ra, lực lượng này đang nằm dưới quyền điều hành của Pavel, con trai của Prigozhin, cùng với một gương mặt khá quan trọng khác ở Trung Phi là Dmitry City, nhưng phải nói là không còn giống với Wagner dưới thời Prigozhin. Chuyên gia Peter Jong giải thích rõ hơn, khoảng 3.000 người đi theo phe Chechnya để huấn luyện quân nhân, gần 7.000 người hết hợp đồng sau 6 tháng chiến đấu, 10.000 người khác bị quân đội Nga thu hồi và gia nhập Redut là công ty quân sự tư nhân do Andrei Chosev biệt danh suy đôi, tóc bạc, điều hành. Andrei Trosev từng là thành viên của Wagner nhưng đã bất đồng với Prigozhin. Phần còn lại hiện do Anton Elirazov, người thắng trận Soledad, thành phố ở miền Bắc Bắc Mụn, chỉ huy một cách không chính thức, đồng thời mời Pavel Prigozhin, con trai của Evgeny Prigozhin tham gia. Lực lượng này nằm dưới quyền chỉ huy của vệ binh quốc gia Nga và giám đốc Viktor Zolotov. Ngoài châu Âu, Wagner hoạt động rất mạnh ở châu Phi. Sau khi Prigozhin chết, các khách hàng của Wagner bắt đầu lo cho việc bảo toàn tính mạng và không ngừng lo lắng. Theo giải thích của chuyên gia Luz Osborn, người ta biết rằng cuộc binh biến gây ra hiệu ứng bất chắc khá mạnh suốt mùa hè với câu hỏi lớn liệu có thể tin tưởng đối tác Nga không? Liệu ai đó có thể làm như vậy chống lại chính Tổng thống của mình? Liệu quân đội Nga có thực sự ủng hộ tôi không? Thời điểm đó khá là bất chắc ngoại trưởng nga sergei lavrov đã dành không biết bao nhiêu thời gian để ra sức chấn an các đối tác của nga rằng vẫn sẽ có những chuyên viên huấn luyện nga cụm từ mà họ vẫn sử dụng để bảo vệ hoạt động kinh doanh ngày nay một số quốc gia đã thoát khỏi tuần trăng mật của wagner vì lực lượng nga đã hiện diện được một thời gian nhưng có lẽ hiệu quả không hoàn toàn được như mong đợi vì vậy chúng ta thấy tại một quốc gia như cộng hòa trung phi tổng thống tuadera đã bắt đầu đàm phán lại các mối quan hệ đối tác ngoài quan hệ đối tác với nga và đạt được một số thành công. Tương tự có thể thấy ở Mali rằng những người quảng bá, những chuyên gia huấn luyện Nga có lẽ đang gặp khó khăn hơn vì có rất nhiều thắc mắc lớn về tính hiệu quả của những gì mà họ đề xuất. Do đó, để chấn an, Điện Kremlin đã thành lập hai cơ cấu Africa Corp và Africa Initiative. Africa Corp tập hợp nhiều công ty quân sự tư nhân, trong đó có Wagner do Thứ trưởng Quốc phòng Yunus Bek Yakurov và tướng Andrei Averianov, cựu giám đốc cơ quan tình báo quân sự Nga GRU điều hành. Việc bổ nhiệm hai quan chức này cho thấy ảnh hưởng của Điện Kremlin đối với những công ty quân sự tư nhân, còn Africa Initiative chuyên giám sát các chiến dịch can thiệp thông tin nằm dưới sự quản lý của Viktor Lukovenko, cựu thành viên của Wagner và tổ chức IRA. Thứ trưởng Yunus bek người đứng đầu Africa Corp đã phần nào chấn an được các đối tác châu Phi vì Africa Cup xuất hiện ở nhiều nước mới và gia tăng ảnh hưởng. Đây là nhận định của nhà nghiên cứu Igor Delanoe. Ngược lại, Wagner mất quyền tự chủ và phải hoạt động dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Africa Corp, phải phối hợp chặt chẽ hơn với ngành ngoại giao Nga. Wagner bị cắt, nhiều thị trường như Syria, Liban và Sudan từ giờ được giao cho Redut, đối thủ cạnh tranh chính. Wagner từng là quân bài thường xuyên được Điện Kremlin sử dụng để thay mặt nhà nước Nga gây ảnh hưởng ở một số khu vực nhất định, trong đó có châu Phi. Nhưng chính quyền Moscow vẫn dễ dàng phủi tay mọi mối liên hệ. Phương pháp vẫn được gọi là có thể phủ nhận này, trở thành thương hiệu của Wagner. Nhưng từ giờ, theo chuyên gia Igor Delaney ai cũng biết là Bộ Quốc phòng Nga ủng hộ các lực lượng lính đánh thuê Nga. Vì thế, phương pháp phủ nhận mối liên hệ không còn có lợi với Wagner. Tuy nhiên, theo nhóm nghiên cứu Online on Warner, mà Lou Osborne là thành viên, Wagner vẫn là một thương hiệu quyền lực ở châu Phi cũng như ở Nga. Điện Kremlin tiếp tục sử dụng thương hiệu này để củng cố vị trí và giành thêm sự ủng hộ của những mục tiêu mới và nhắm đến hai đích chính, tăng thêm quân số lực lượng chiến đấu và dùng họ làm cá mồi ở những khu vực địa lý mà Điện Kremlin quan tâm. Nhà nghiên cứu Louis Osborne giải thích, Điều khá thú vị ở đây đó là những gì Evgeny Prigozhin đã gây dựng trong 10 năm trên nhiều lãnh thổ, nhiều vùng địa lý để bảo toàn các chế độ đề xuất đó vẫn không thay đổi và hiện giờ nga tiếp tục bán cho các khách hàng châu phi nhưng không dừng lại ở đó điều mà chúng tôi quan sát thấy là trong một năm họ vẫn đạt được khá nhiều tiến bộ vì họ được triển khai ở burkina faso và niger họ đang cố gắng gây ảnh hưởng tương đối rõ nét và tích cực để tác động đến những gì xảy ra ở cộng hòa sát nhưng người ta không biết liệu họ có ý định đặt chân tới đất nước này hay không tương tự người ta cũng thấy họ hoạt động rất tích cực không chỉ ở châu phi mà còn ở trung á tại kyrgyzstan dù bị gộp vào nhiều cơ cấu của chính phủ nga wagner tiếp tục tồn tại kinh nghiệm tiếng tăm còn rất lớn của wagner vẫn có ích cho điện kremlin để gây tác động cho những đối thủ cạnh tranh về địa chính trị của nga trên khắp thế giới